ra sao chúng ta vẫn bên nhau. Dù có bao gian lao gia đình vẫn bên nhau. Và gia đình là số một, và gia đình là số một, và gia đình là số một. Anh có đánh rơi nụ hôn ở đâu không? Không không em. Anh gì ơi, anh bỏ quên người yêu nè. Thằng nào kìa, dắt cái này đi. Miễn có bộ đồ bận là vui rồi. Con sẽ mua mỗi người một bộ. Sao ai gắn cái bồn bông trên đầu mẹ vậy? Chạy chứ còn 30 giây tự nhiên. Okay. Rèn. Tao nói mày vô đi mở. Mở. Thay người, trọng tài, thay người. Bà con ơi, thay người bà con. Mở vô thay người. Mặt mình nó tại. Đừng ôm mẹ nghe. Mẹ nặng lắm. Bây giờ anh muốn nói đúng không? Để em nói trước. Không! Không! Ông vô nhìn cái mặt ông không muốn mắt má rồi. Chị. Em xin lỗi anh mát rồi, anh mát rồi. Xin lỗi. Không! Bà ơi! Cứ như vậy hoài liệu gia đình mình còn hạnh phúc không bà? Trời ơi! Muốn ra coi tới giờ. Thì đó, bởi vậy tôi đang suy nghĩ này, tiền ăn mình còn không có, chắc tôi phải làm cái gì để kiếm tiền đúng không? Trời đất ơi, tôi nghe nói có nhiều nam sinh bị lừa vô phục vụ các quý bà lắm á. Nó hên nó gặp qua anh nha, gặp tôi đập cho chết luôn. Bực bội. Chán quá rồi. Đưa tôi. Đưa tôi. Trời ơi, chung mây đứng ngay gần đó em này, chưa gần nữa. Trời đất ơi, máy hư mấy ngày rồi, em cũng nói anh rồi mà anh không chịu sửa lắp kết đó. Đối xử chồng con vậy nè, đi chơi đã gì bắt ăn bị gối hoài vậy hả? Lâu tôi nấu ăn ông hoài. Lâu tôi nấu hoài. Tôi nấu ăn hoài. Thì lâu ông làm bữa đi. Ông tự làm bữa. Rồi ok. Đón xem Hậu Trường Vui Nhộn Gia Đình Là Số 1 phát sóng vào lúc 11 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của chương trình.